Pro Max, xác nhận viên pin khủng. Theo GS Marina, viên pin 4 000 mAh được trang bị cho iPhone 11 Pro Max có thông số 15,04, tăng 25% so với mức 12,08 của iPhone XS Max, chính xác là 3969 mAh. Và con số này trùng khớp với các báo cáo trước đó từ Tena, Apple một lần nữa lại sử dụng viên pin hình chữ L để tăng dung lượng pin lên nhiều hơn. Thiết kế pin này được sử dụng lần đầu cho iPhone X, nhưng đó là thiết kế hai viên pin rời. Còn với iPhone 11 Pro Max là một viên pin liền khối hình chữ L. Táo khuyết cho biết, họ sử dụng các nguyên tố đất hiếm tái chế để chế tạo Taptic Engine, tức là một phần bốn tất cả các loại đất hiếm được sử dụng bên trong các mẫu iPhone mới nhất là loại được tái chế. Lý do cho việc làm này, theo Apple là nhằm đảm bảo nguồn cung đất hiếm được ổn định, có thể có những nguyên nhân sâu xa hơn như cuộc chiến thương mại Mỹ Trung khiến nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc bị hạn chế, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Những nguyên tố đất hiếm được sử dụng trong các thành phần nhỏ như loa và bộ truyền động, khiến nó khó tái chế. Apple phải tái chế 100.000 iPhone để có được 32kg các nguyên tố đất hiếm. Tena à cũng cho biết, iPhone 11 Pro Max sử dụng giảm 4GB, xác nhận những thông tin dò rỉ từ Geekbench trước đó.